Công an Nghệ An truy tìm hai nghi can giết người rồi bỏ trốn. Công an truy tìm hai đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ án giết người xảy ra trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Ngày 10 tháng 5, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra CSTT, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa có quyết định truy tìm hai nghi phạm là Hồ Ngọc Sao, sinh năm 1986 và Trần Văn Thế, sinh năm 1994, cùng trú tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Quyết định truy tìm nêu rõ, đây là người phạm tội đang bỏ trốn, do vậy cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra về hành vi giết người. Về đặc điểm nhận dạng, Hồ Ngọc Sao có chiều cao 1,69m, màu da vàng nhạt, tóc cắt cua không có mái, lông mày rậm, sống mũi bình thường, dài tai vuông, hốc mắt sâu. Nguyễn Văn Thế có chiều cao 1,69m, màu da ngăm đen, tóc đen cắt ngắn, lông mày rậm, sống mũi bình thường, dài tai vuông, hốc mắt sâu. Cả hai đi xe quê Alpha màu đen, mang biển kiểm soát 37N1-66351. Theo quyết định, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An chủ trì thực hiện các công tác, biện pháp truy tìm đối tượng, đề nghị các cục nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an các huyện, thành, thị trong tỉnh Nghệ An, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan phối hợp truy tìm đối tượng. Khi thấy đối tượng truy tìm nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An theo địa chỉ xóm 13, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, hoặc liên hệ với điều tra viên Trần Hoa Kỳ, số điện thoại 0915128448 để phối hợp.